ba thằng to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Ok, và hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với video tiếp theo của Việt nha. Thì đến với video ngày hôm nay thì Việt lại tiếp tục hướng dẫn cho mọi người một cái trend mới nữa, mà chỉ là cái trend ở đầu video Việt đã cho các bạn xem ý. Thì cái trend này là cái trend được gọi là bố tớ xấu hổ quen rồi. Thì cái trend này là bài nhạc của Ăn Chiến Đỗ nha mọi người. Mọi người có thể lên trang TikTok của Ăn Chiến Đỗ để lấy bài nhạc này nha. Rồi thì để các bạn có thể làm được cái trend này thì cái trend này được làm ở trên hai app mọi người ạ. Nó làm cả app chung và app VideoStar nha. Thì nếu mà làm ở app chung ý, thì nó sẽ được tầm 70% là nó hay thôi. Còn bên VideoStar ý, nó sẽ đạt được tới tầm 90% nha. Rồi đầu tiên các bạn sẽ quay cho Việt một cái đoạn video như này. Chúng ta sẽ mặc một bộ đồ boss hoặc là một bộ gì đó chúng ta gọi là quay tem 4 ý. Thì mẹo quay tem ý, thì những bạn đã xem căn của Việt nhiều ý, thì Việt cũng có nói một số lần rồi. Các bạn quay cho Việt một cái đoạn video tem 4 boss với lại một video gọi là tem 4 mặc đồ đẹp. Rồi sau đó các bạn sẽ đến với app chung nha. Thì nói chung thì Việt sẽ lát này Việt sẽ nói cho mọi người biết là app chung sẽ làm tới được ngang đoạn nào là nó hay thôi. Còn lại chúng ta sẽ đến với VideoStar nha. Thì video này những bạn iPhone sẽ gọi là có lợi hơn một xíu đối với những bạn Android. Bởi vì dạo này Việt làm app chung cũng rất là nhiều rồi, nên là mọi người phải cố gắng chịu thiệt thòi một xíu nhá. Các bạn chọn cho Việt hai cái đoạn video mà chúng ta đã quay nhá. Chúng ta chọn theo thứ tự đồ boss rồi sang đồ đẹp nhá. Thì có lẽ đầu tiên chúng ta sẽ gọi là thêm cái nhạc trước đi. Nhạc thì lúc này Việt có nói rồi là anh em có thể lên trang TikTok của Ăn Chiến Đỗ để lấy nhạc nha. Hoặc là trên TikTok của căn của Việt ý, thì cũng có rồi. Anh em có thể ghé qua TikTok của Việt để lấy nhạc và vừa ủng hộ Việt luôn nha. Thì đây chúng ta sẽ thêm một cái đoạn nhạc như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chấm một cái chấm bét gọi là giữa cái đoạn dao để gọi là đập cháo ý. Đây cái lá nhấn vào lá cờ để bắt bét này. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bắt bét nha. Ủa quen rồi. Rồi, bét nó nằm ở tầm này đây mọi người. Thì máy Việt bắt bét ý, thì nó cũng khá là lag đấy mọi người ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để Việt... Đây, chúng ta sẽ lấy ngang cái đoạn đập chảo này. Thì chúng ta sẽ đổi đồ nhá. Rồi chúng ta tắt ra này, vứt cái phần sau đi nhá. Rồi, ở phần trước ý, thì Việt sẽ lấy đoạn gọi là bắt đầu làm hành động. Đây, xóa cái phần đầu đi. Rồi, như vậy nha. Chúng ta sẽ tua chậm cái đoạn video này lại này. Tầm hình như là 0.5, 0.4 gì đấy mọi người ạ. Ok, 0.4 đi. Bố tới xấu hổ quen rồi. Chưa đủ bét lắm mọi người ạ. Nó vẫn gọi là chưa tới được cái bét ý. Chúng ta sẽ mở rộng phần đầu ra hay sao nhỉ. Lúc nãy Việt làm thấy cũng nó cũng gần khớp luôn thôi mà. Sao đoạn này nó lại hở dài như vậy cũng không rõ nữa. Thì có một số bạn bảo Việt quay gọi là quay hậu trường đi, bởi vì Việt làm cả app chung và VideoStar nên là không thể sâu được cái hậu trường nha. Bởi vì cả hai app nó hơi bị khó mọi người ạ. Nếu mà sâu thì chỉ sâu được ở app chung ở phần đầu thôi. Nhưng mà nó tại vì nó lag quá nên là Việt không sâu được nha. Ủa quen rồi. Đấy các bạn căn chỉnh rồi xem đi xem lại xem đã khớp ngang cái nhạc gọi là nhạc đập để gọi là ngầu lói. Việt nói thế thì đây như vậy nhá. Đây ở đoạn này chúng ta cũng sẽ lấy ngang đoạn gọi cua chảo đi tiếp nhá. Đây ngay cái lúc mà đập cái chảo xuống ý. Đâu nào, ở trước một xíu nữa. Đây như vậy nhá. Chúng ta tắt ra này, tắt ở đầu ý. Rồi tắt ra này và chúng ta sẽ xóa cái phần đầu đi. Ủa quen rồi. Chúng ta xem thử nhá. Đây như vậy và chúng ta sẽ tua chậm cái đoạn video này về cho Việt là 0.2 giây nhá. Rồi và chúng ta sẽ xóa phần sau đi. Chúng ta tắt nó ra này, vứt phần sau đi, chỉ lấy đời ngang nhạc thôi nhá. Bây giờ sẽ bắt bét để làm nha mọi người. Bây giờ sẽ bắt rồi sẽ nói sau. Bố tới xấu hổ quen rồi. Đây, nó khá là lag luôn. Đây, nếu mà theo Việt bắt ý, để làm ở trên VideoStar ấy, chúng ta chỉ tầm cho Việt là tầm 4 cái bét thôi, không tính cái bét mà cái đoạn chuyển giao nhá. Nếu mà các bạn nào mà không có VideoStar ấy, các bạn sẽ chia cho Việt tầm là 7 đến 8 cái con bét này nha. Các bạn chia đều cái khoảng video ở phần sau này ý, cho nó đều. Bởi vì lát nữa trên VideoStar thì Việt cũng sẽ có một số hiệu ứng đập ý, nên nó sẽ chèn được nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt video nha. Các bạn, nếu các bạn làm ý, thì bạn tắt cho Việt tầm 7 đến 8
cái đoạn video dành cho những bạn app chung nhá. Việc nói thì anh em cũng phải gọi là lắng nghe và hiểu cho việc một xíu nhá. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào thêm hiệu ứng này, chọn mũi tên này, chúng ta kéo ra sau cái hiệu ứng sau vào thứ tư ấy, thì hai cái video gần nhất đấy thì Việt đều làm về cái hiệu ứng này. Hiệu ứng này nói chung cũng khá là hay đấy mọi người ạ. Trên nước ngoài thì đa số mọi người đều sử dụng cái hiệu ứng này, thì Việt cũng mới học hỏi ở đây, và nói chung là học hỏi biết được từ những bạn nước ngoài ấy, thì đâu đó tầm mới vài ngày thôi. Thì dạo này thì Việt những cái trend mà có hiệu ứng đập ý, thì đa số Việt đều sử dụng cái hiệu ứng này mọi người ạ. Bởi vì nó cũng khá là hay nên Việt cũng gọi là sử dụng thường xuyên, và nói chung là dễ để anh em làm. Chứ edit ở app gọi là A mới thì nó sẽ hơi bị khó, và Vista thì Android nó vẫn chưa được hỗ trợ, nên là cũng mấy bạn ở Android thì nói chung cũng gọi là hơi buồn một xíu, nhưng cũng phải hết sức thông cảm cho Việt nha. Rồi mọi người sẽ chọn cho Việt cái hiệu ứng này này. Đây anh em sẽ chọn cái đoạn từ video sau nha, hiệu ứng này. Và tiếp tục một cái hiệu ứng nữa là hiệu ứng nhấp nháy nha mọi người. Đây kéo xuống này, đây rồi để xem nào. Đây cái hiệu ứng nháy nháy này nha, nháy trắng này. Đấy anh em thêm cái đoạn sau như vậy cho Việt nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chọn cho Việt cái này để chọn cái chữ gọi là hai cái chữ Trung Quốc màu đỏ gọi là bốc khói. Thì đa số cái chữ này bữa giờ Việt cũng sử dụng khá là nhiều bởi vì nó cũng khá là đẹp mọi người ạ. Em chọn cho Việt Forne này. Nó khá là lag, anh em đợi Việt một xíu nha. Bởi vì mạng nó cũng gọi là khá là yếu mọi người ạ. Bởi vì ngồi trong phòng ấy nên là đường truyền cái file nó cũng gọi là hơi bị yếu một xíu. Rồi bây giờ nó đợi nó load, nó nằm ở đâu đó tầm giữa ở dưới. Bởi vì Việt chọn nhiều rồi nên Việt cũng gọi là nhớ nó nằm ở vị trí nào mọi người ạ. Như ở đâu đây rồi này. Đây nha, anh em chọn cho về hai cái chữ màu đỏ này nha. Nhấn hai cái luôn nha. Đấy, nhấn hai cái như vậy. Rồi chúng ta thoát ra này. Đấy, phóng to ra một xíu, chúng ta sẽ để hai bên góc như vậy. Cái chữ này cũng vậy luôn nha. Rồi anh em phóng to như vậy cho Việt nha. Ok, Việt phóng cái này to thêm một xíu nữa này. Rồi để hai bên như vậy nha. Và chúng ta kéo cái chữ này đến hết video nha. Rồi như vậy được rồi đấy. Rồi cái bước tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi thêm hiệu ứng ánh sáng này. Em chọn cái này thì nó giống như cái video trước thôi, thì các bạn em cũng dễ làm nhá. Chọn cái này kéo nó lên. Ok, để Việt kéo lại, Việt làm từ trước ra sau cho nó dễ nhá. Rồi để xíu nào. Rồi chúng ta sẽ thêm từng bét một như vậy. Đấy, lấy cỡ chừng này thôi nhá. Thì hai cái video trước ý, thì cũng như vậy thôi, Việt cũng nói rồi. Nhưng bạn nào xem video Việt nhiều ý, thì Việt nói thì anh em sẽ dễ làm rất là nhiều, bởi vì anh em đã xem những cái video trước của Việt ý, Việt đã hướng dẫn và nó cũng chỉ là tương tự thôi. Không phải là tương tự về trend mà là tương tự về những cái hiệu ứng ý, nên anh em sẽ dễ làm. Rồi cái này có lẽ Việt sẽ cho nó nhỏ vậy một xíu nhá. Bởi vì những cái đoạn này khá là ngắn nên là Việt không thể tua nhanh được. Bởi vì tua nhanh thì nó cũng có một chút xíu thôi. Nên là Việt, bởi vì Việt làm video ý, thì nếu mà gọi chỉnh sửa nhiều quá thì cũng rất là mệt, bởi vì ngày hôm nay mới ra được video cho mọi người xem. Còn hôm qua ấy, thì tại vì Việt làm video tới khuya quá nên là không ra được video, bởi vì đăng khuya quá thì sợ không có người xem ấy, nên là Việt để tới ngày mai Việt mới đăng được mọi người ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là, nếu mà đến với video style các bạn sẽ phải lưu giúp một bạn cho Việt. Rồi chúng ta sẽ làm quên mất mọi người ạ, chúng ta gọi là chưa thêm cái chữ nhớ mọi người nha. Bây giờ chúng ta phải thêm chữ nhá. Rồi để Việt tắt cái nào. Quên mất luôn mọi người ạ. Ôi sao nó bị đơ, sao không tắt được ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chấm những cái chấm bét gọi là bắt đầu nói chữ để cho chúng ta đi. Ba thằng tô xác. Đây một bét để nói chữ. Ba thằng tô xác mà lại đi ăn hiếp. Rồi ở đây này. Mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy. Rồi và tiếp tục một bét ở đây nữa nhá. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Đấy nha mọi người, thì chúng ta sẽ được gọi là bốn cái đoạn phân chữ hay sao. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cái chữ T này để chúng ta viết chữ nhá. Chọn vào chữ A có dấu cộng ở đầu này. Bây giờ câu đầu là câu gì nhỉ? Ba thằng to xác thì phải. Đúng rồi. Thì Việt đọc ra như vậy thì nó cũng hơi kỳ. Nói chung là anh em thông cảm cho Việt. Thì cái video trước ấy, cái trend gọi là cái trend gì nhỉ? Thì nó gọi là bị lỗi bị bản quyền âm thanh ấy, nên là Việt xin phép mọi người tắt một xíu nha mọi người. Cái trend đấy là trend đá dép đổi đồ mọi người ạ. Thì Việt cũng xin phép anh em Việt tắt một xíu. Rồi em chọn cho về cái màu chữ này. Thì lúc này Việt bấm cái gọi là kiểu chữ ấy, thì anh em nhớ nhìn nhá. Đây kiểu chữ đây mọi người nhá.
Rồi mọi người chọn cho cái thứ năm này. Em kéo sang này, chọn cho cái này nhá. Cái này mà có chữ gọi là thập La Mã có số 1 ý. Đây em kéo nó tới một xíu này. Ba thằng to xác. Chạy chạy như vậy. Cái đó gọi là hiệu ứng chữ chạy nha mọi người. Ok, vậy chỉ lấy một đoạn như vậy thôi. Tiếp tục là ok anh em xem Việt ghi nha, chứ Việt không đọc ra như vậy thì nhìn nghe gọi là nghe nó kỳ như thế nào ấy. Việt cũng gọi là xén một xíu bởi vì nếu mà đọc ra như vậy thì nó nghe cũng kỳ kỳ. Thì anh em xem cũng được. Ôi lỡ tay nhấn vào cái chữ đỏ rồi mọi người ạ. Lát nữa Việt sẽ sửa lại nha. Rồi, tiếp theo chúng ta cũng chọn cái thứ năm và chọn cái kiểu chữ chạy một loại thôi nha mọi người. Mọi người đừng có chọn nhiều kiểu rồi à nó bị lộn. Là đi ăn hiếp một đứa. Đấy, cái khúc này là khúc nó khá là sát nhau đây mọi người, bởi vì nói nó một đoạn ý. Nên mà nếu mà chúng ta ghi một đoạn dài như vậy luôn ý, thì nó gọi là xé ra chữ rất là nhỏ và khó đọc luôn. Nên chúng ta ghi chia về cái này phải chia ra hai phân đoạn và để sát nhau như vậy luôn. Nếu mà chữ nó xưa quá ý, thì anh em sẽ chọn cho về cái này này. Để về xíu nha mọi người. Rồi em sẽ chọn cho về cái thứ tư ở đây này. Đây. Đây cái thân này em kéo cho về xuống âm 2 nha. Đây thì nó chữ nó sẽ hẹp lại một xíu nha. Nếu mà âm 3 ấy, thì chữ nó sẽ hẹp càng rất là hẹp luôn. Và nó sẽ bị chồng nhau và nó sẽ không đọc được đâu nhá. Rồi kiểu chữ màu xanh này em tắt ra nhấn vào lại là được thôi. Đấy như vậy chúng ta tiếp tục chọn cái kiểu chữ chạy như vậy luôn nhá. Đây. Đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tập thấy số. Rồi chỉ từng này thôi nhá. Tập thấy số. Thì cái chen này thì cái nhạc này làm thì nó cũng rất là ngầu luôn. Đa số những cái nhạc mà về chen của Ăn Chiến Đội thì đa số làm về cái nhạc còn là ngầu lòi luôn mọi người ạ. Ăn Chiến làm video thì rất là ngầu. Và Việt cũng gọi là một fan chân chính của Ăn Chiến ý. Nói chung là Việt video Ăn Chiến nào ra ý. Nói chung video nào Ăn Chiến ra ý, thì Việt cũng gọi là xem và tìm. Tập thấy số của thay bố mày đấy. Bởi vì Ăn Chiến làm video rất là hay luôn. Bố tới số của quen. Rồi, đây là cái câu gọi là câu kết này mọi người ạ. Cái câu cũng là gọi là cái tên của cái chen này luôn. Đó là bố tớ xấu hổ quen rồi. Cái câu huyền thoại của anh Chiến đây mọi người ạ. Rồi, cái câu này Việt sẽ chọn cái màu chữ khác cho mọi người. Việt chọn màu chữ màu đen như này. Để cho nó thêm sinh động hơn. Bởi vì cái câu này là không phải câu của ạ. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Câu này là của người khác nói nhá. Nên Việt sẽ để màu khác đi. Đây. Bây giờ chúng ta xem thử xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là lưu lại cho về một đoạn video để làm ở VideoStar nhé. Còn những bạn Android thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục làm. Để Việt sẽ hướng dẫn cho các bạn Android thêm một xíu nữa. Còn sau đó Việt sẽ qua VideoStar nhé. Bây giờ các bạn nào mà làm ở VideoStar, có VideoStar thì các bạn sẽ làm tới chừng này thôi. Và các bạn sẽ lưu lại cho về một đoạn. Còn những bạn nào mà không có VideoStar thì các bạn sẽ làm tiếp theo các bước mà Việt chỉ luôn nha. Rồi. Bây giờ chúng ta đã có một cái bạn lưu ở phía ngoài rồi đúng không? Thì các bạn video ta ấy, các bạn sẽ tua cái đoạn gọi là cái video này ấy, đi tới hết cái bước làm áp chung đi. Bởi vì Việt bắt đầu hướng dẫn tiếp tục ở bên áp chung rồi. Các bạn sẽ chọn được một cái tít zoom ở đầu này và chọn tiếp theo này. Đây, anh em kéo tới một xíu này. Đây anh em zoom bây giờ anh em cái này là bước zoom thôi nhá, nó cũng khá là đơn giản thôi. Em zoom theo chữ và Việt có hướng dẫn cắt tải áp chung này và cắt zoom này và cắt zoom theo chữ nữa ấy. Thì Việt cũng đã hướng dẫn rất nhiều rồi. Thế em có thể qua những cái video trước của Việt để tham khảo. Zoom ý, thì mỗi người gọi là có một cái sở thích zoom riêng. Thì tùy anh em. Của Việt ý, nếu mà bạn zoom ý, các bạn sẽ zoom, Việt sẽ zoom vào và đi qua đi lại. Rồi sau đó Việt sẽ lưu một đoạn video, rồi Việt sẽ zoom tiếp đó cái đoạn lắc qua lắc lại. Thì nó sẽ tạo cái tính sinh động rất là hay. Bởi vì các bạn xem video của Việt, các bạn cũng biết rồi. Các bạn nhìn qua thì những bạn mà gọi là edit chuyên nghiệp ý, thì là nhìn qua thì các bạn sẽ biết Việt zoom như thế nào. Còn những bạn mà mới tập thì sẽ rất là khó để phân tích ra được luôn. Đấy các bạn cứ làm zoom như vậy thôi, zoom đến hết cái đoạn đầu là ok rồi. Thì nói chung Việt chỉ hướng dẫn anh em zoom một đoạn như vậy thôi. Thì anh em có thể zoom theo sở thích của mình nha. Chứ bây giờ Việt sẽ phải đến với cái app gọi là ba thằng to xác. Mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tập thấy số hổ thay bố mày đấy. Nó zoom như vậy cũng rất là hay đúng không anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái app gọi là app VideoStar nha. Thì app VideoStar thì Việt sẽ sử dụng một số gọi là core hiệu ứng đập ý. Thì lát nữa Việt sẽ dàn cái core này ở trên cái màn hình. Thì em nhớ ghé, nói chung là anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua Facebook của Việt này.
để gọi là lấy cái co gen nhá. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Đấy, cái chủ yếu là cái hiệu, cái chủ yếu là cái đoạn ngầu lòi đập hiệu ứng ánh sáng ở phía sau thôi. Còn ở phía trước ý, thì nó chỉ là bước zoom thôi mọi người ạ, zoom theo chữ thôi. Còn ở phía sau ý, nếu làm video style thì hiệu ngắn sóng nó sẽ rất là đẹp và tốt hơn rất là nhiều. Thì lát nữa Việt cũng để cái hiệu ứng gọi là video style, em có thể chụp màn hình lại và về cắt ra nhá. Hoặc là em có thể nhắn tin trực tiếp qua Facebook của Việt để Việt gửi cho những cái hiệu ứng co re này nhá. Lát nữa Việt sẽ mới sử dụng hiệu ứng co re nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn cái video mà chúng ta đã lưu ở trên app chung về. Rồi các bạn chọn cho Việt làm mới này. À biên tập chứ. Em chọn cho Việt là phân cận Mully Speed. Rồi bây em bắt đốt cái bố tớ xấu hổ quen rồi. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Bị lỗi nên Việt xin bắt lại nha mọi người. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Ok, Việt bắt cái đoạn sau như vậy luôn. Bắt đầu gọi là bắt bét từ cái đoạn bắt đầu đập chảo chuyển sang đồ đẹp ý. Chúng ta sẽ bắt bét sau như vậy để chúng ta, sau chúng ta sẽ nhấn chia cho Việt nhá, để chúng ta chuẩn bị gọi là thêm hiệu ứng co re. Thì những bạn có video star thì chắc chắn cái bước gọi là bắt bét và thêm hiệu ứng co re, thêm co re thì chắc chắn các bạn đều biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào mới này, nhấn nhiều lớp hiện ảnh để chúng ta bắt bét. À không phải, xin lỗi nha, Việt nhầm mọi người ạ. Chọn vào số 1 này, chọn vào cái này, chọn vào biên tập khung hình chính để gọi là zoom ở cái bước đầu nhá, gọi là cái đoạn khung hình đầu ý. Rồi các bạn sẽ kéo cái này một thân này và zoom như vậy cho Việt. Thì những bạn xem video về cái gọi là trend làm video star của Việt hồi trước ý, cũng cách đây gần một tháng rồi thì phải. Thì cái bước zoom và cái bước lắc ý, thì Việt cũng đã chỉ cho các bạn rất là nhiều rồi. Zoom này thì đây, em kéo cái thân này một đoạn này thì em zoom như vậy. Nhưng cái này ý, thì các bạn giải zoom theo chữ dễ hơn bên app chung rất là nhiều. Bởi vì nó nhìn cái khung cạnh ý, thì cái, gọi là cái khung hình nhìn ý, thì nó sẽ rộng hơn ở bên app chung rất là nhiều. Đây các bạn kéo một đoạn, các bạn cứ kéo theo chữ nha, bởi vì Việt nói thì khó, nói chung rất là khó nói luôn. Em kéo một đoạn, nói chung là zoom là cái này tùy thích thôi. Đấy, zoom như vậy thôi nha. Đây, kéo sang đây này. Đấy, cái này gọi là zoom theo tùy ý muốn thôi. Rồi các bạn sẽ nhấn cho Việt, à để xem nào. Đây, kéo tới cuối cùng chúng ta sẽ trả về khung hình chính nha. Em nhấn chữ trước này. Ba thằng to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Anh em nhấn vào chữ gương này, chọn cái phần sau cùng này. Đấy, như vậy nó sẽ cho chúng ta sẽ nhấn tạo nhá. Nhấn gương để gọi là chắn những cái đoạn khung đen ở xung quanh ấy. Thì cái nhạc của Việt nó gọi là chạy chậm hơn video một xíu hay là trước video một xíu ấy. Thì em thông cảm nha, chứ anh em đừng có nói lỡ nhạc hay là sai nhạc các kiểu ấy. Thì tại vì do máy Việt bị lỗi âm thanh đây mọi người ạ. Rồi, chúng ta lại tiếp tục làm tiếp cái đoạn video đầu. Nhưng chúng ta lần này chúng ta sẽ chọn cái đoạn video thứ hai. Bởi vì đoạn video đầu tiên lúc nãy chúng ta đã zoom rồi. Bây giờ chúng ta cái đoạn dưới này chỉ là cái lắc qua lắc lại đây mọi người ạ. Đây, mọi người kéo qua bên phải thì nó lắc qua bên phải. Mọi người kéo sang bên trái thì nó lại lắc sang bên trái nha. Đây, chúng ta cứ kéo một đoạn video như đi như này. Sau đó chúng ta sẽ lắc qua bên trái, sau đó kéo đoạn video, sau đó chúng ta lại tiếp tục lắc qua bên phải như vậy nha. Như vậy nó sẽ tạo thêm một cái tính sinh động. Cái này gọi là mẹo làm edit video đây mọi người ạ. Thì lắc nữa làm xong ý, thì mọi người sẽ thấy là nó hay như thế nào nha. Bởi vì cái này thì cái này cũng nói chung cũng Việt từ tìm hiểu và làm thôi, chứ không học hỏi từ ai hết đâu mọi người ạ. Cái gọi là cái mẹo gọi là zoom và lắc ý, kết hợp lại, chứ còn cái mà zoom với lại lắc như này thì Việt tìm hiểu từ người khác thôi. Chứ còn về cái mẹo mà kết hợp ý, thì cái đấy là gọi là Việt tự tìm hiểu ra nha mọi người. Đấy, mọi người cứ lắc qua như vậy, lắc lại như vậy thôi. Nhưng mà lắc thì nhớ đừng có lắc quá nha mọi người, lắc vừa tầm thôi. Lắc đâu đó tầm góc âm 3 và trên dương 3 thôi. Mọi người đừng có làm quá. Nói chung là bên app chung ý, thì các bạn cũng zoom lắc được như này. Bởi vì cái trend gì nhỉ? Như là trên ngừng phán xét phải không nhỉ? Hay là cái trend gì đấy mà cũng Việt cũng lắc như này này. Như là trend ngừng phán xét hay sao ấy mọi người ạ. Ba thằng to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi.
thì mọi người cũng chọn vào cái gương và chọn vào phần sau cùng để gọi là chặn cái những cái khung hình xung quanh nó bị lỗi. Rồi bây giờ Việt đang đợi nó tạo cái video nha mọi người. Rồi bây giờ nó đã tạo xong, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bước là gọi là nhập core gen nha mọi người. Thì cái bước nhập core gen này thì những video mà làm về gen video style thì đa số Việt đã nói rồi, thì Việt bây giờ Việt sẽ không nói nữa và Việt chỉ nhập thôi nhá. Các bạn có thể xem những cái video edit về video style của Việt trước bữa giới thì nó đâu đó cũng tầm 1 tháng trước thôi. Em có thể xem và xem qua cắt nhập core gen, hoặc em có thể lên YouTube em search cho Việt là cắt nhập core gen video style thì nó sẽ ra rất là nhiều. Thì anh em nào mà muốn có core gen này thì anh em inbox trực tiếp qua Facebook của Việt để Việt gửi cho nhá. Và anh em nào mà không hiểu tới ngang cái đoạn nào ấy, xem video tới ngang đoạn nào mà anh em không hiểu, em chụp màn hình lại ngang đoạn đấy và em gửi qua để được về hỗ trợ cho nhá. Và cái lúc mà Việt nhập core gen style thì em, nếu anh em nào mà nói chung máy tốt ấy, anh em có thể chụp cái màn hình lại và vào PicsArt để cắt cái core gen ra, thì chúng ta sẽ đỡ phải nhắn tin qua cho Việt để lấy nhá. Thì bởi vì nhiều người nhắn tin một lúc, gọi là một lúc quá ấy, thì Việt dép cũng không kịp lắm ý. Thì mọi người phải hết sức thông cảm cho Việt nhá. Anh em cứ nhập cái core gen theo từng cái batch một mà chúng ta đã tắt ra nhá. Nhập hết thì nó tầm được 5-6 cái batch gì đấy thôi, thì nó nhập cũng khá là nhanh đấy mọi người ạ. Đây thì Việt thao tác tay nó hơi nhanh bởi vì Việt nhập, mỗi lần Việt nhập ý, thì nhập đâu đó tầm 30-40 cái batch lại mọi người ạ. Thì nó cũng khá là nhiều nên Việt gọi là nhập nhanh liên tục như vậy ý. Nên là nó cũng quen tay rồi, nên là nhập chậm thì nó cũng gọi là hơi khó mọi người ạ. Bởi vì nhập nhanh làm cái gì nhanh rồi ý, mà chúng ta muốn chậm lại ý. Bởi vì chúng ta đã quen một cái gì đấy rồi mà chúng ta muốn bỏ nó thì cũng phải cần có thời gian nha mọi người. Ok, nhập nãy giờ thì cũng gần sắp xong rồi đấy mọi người ạ. Đây, đấy anh em cứ nhập như vậy thôi. Ok, còn một cái nữa để Việt nhập nốt luôn nhá. Đây, Việt sẽ chọn cái core gen này đi. Thì anh em có thể inbox qua Việt để lấy core gen để cho nó đỡ mờ nha mọi người. Bởi vì các bạn lấy chụp trên này về đi thì Việt sợ nó bị mờ và nó sẽ không được. Rồi nha, nếu mà video của Việt bị lỗi âm thanh ý, thì mong em thông cảm cho Việt nha. Bây giờ em sẽ hợp nhất cái phần cận này lại nha. Để chọn video đầu và cài đặt cuối, em nhấn hợp nhất này, em chọn cho Việt là hợp nhất nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nó gọi là hợp nhất video lại. Bởi vì đoạn video này như bao nhiêu giây nhỉ, 16 giây à, thì nó cũng gọi là 16 giây thì hợp nhất cũng mất đâu đó tầm 20 giây thì phải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào mới để gọi là bắt đầu làm lại hiệu ứng này. Em sẽ chọn cho Việt là cây cọ nhá. Đây, nhấn vào dấu cộng này. Đây, đầu tiên vào thì nó sẽ như này. Em chọn sang cho Việt cái cọ này, em chọn cho Việt cái hiệu ứng contact này, nhấn xuống này. Đây, cái dòng, em thấy cái dòng này chưa? Đây, đây là làm lại hiệu ứng này, cái dòng này nhá. Đây, cái này là bắt bét này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt ba thằng to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Tại vì bắt bét nhiều ấy, nó khá là lag nên nó đứng luôn mà ạ. Nhưng chúng ta vẫn bắt theo nhạc như vậy luôn, nó sẽ gọi là không bị ảnh hưởng gì đâu nhá. Nó vẫn cứ bắt bét theo đúng cái quy trình như vậy. Chúng ta nhấn làm lại hiệu ứng và bút lên bút xuống theo nhạc trong kiểu ba thằng to. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn mới này, nhấn làm lại hiệu ứng này và thêm một cái hiệu ứng nữa ở đây luôn nhá. Em sẽ kéo ra phía sau này. Đây, em chọn cho về là hiệu ứng with ten nhá, rồi nhấn xuống này bắt đầu tiếp tục bắt nhá. Cái này phần sau anh em nhớ làm mặn sáng một xíu. Ba thằng to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Đấy, ở đoạn sau thì anh em mà gọi là bắt sáng mặn lên một xíu nhá. Ok, như vậy chúng ta đã xong rồi đấy. Nói chung thì cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta đợi lưu video, xử lý video và chúng ta sẽ xem được xem nó đã như thế nào nhá. Ba thằng to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi. Đấy, nó khá là hay rồi đúng không? Cái đoạn sau nó chớp sáng mặn rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn ra này, chọn cái thứ ba này. Đấy, anh em nhấn gửi đến camera roi này, nó sẽ lưu về thư viện cho chúng ta nhá.
Bây giờ đợi nó lưu về và chúng ta đã xem ra xem ở thư viện một lần nữa để xem nó có bị lỗi gì không nhá. Khi em lưu về ở VideoStar thì em phải nhớ xem lại kỹ một lần xem nó có bị lỗi là bị đứng video gì không ý. Bởi vì hồi trước Việt cũng bị một lần gọi là lưu về nó lại bị đứng video mọi người. Ba thằng to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tới xấu hổ quen rồi. Rồi, nó khá là hay luôn đúng không em? Thì video hướng dẫn của Việt đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu em nào cảm thấy video này hay và bổ ích cho mình ý, thì nó tiếc gì cho Việt một like và một subscribe để ủng hộ cho Việt nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông, bật thông báo lên, chọn tất cả và để khi Việt ra video ý, em có thể xem trong thời gian sớm nhất. Và em nhớ inbox qua cho Việt để lấy những cái core để làm cái channel này nha. Và em nào có thắc mắc gì thì vẫn cứ gọi là inbox để được về hỗ trợ nha. Còn bây giờ, Việt chúc em làm thành công cái channel này và hẹn gặp lại em trong các video lần sau nha. Ba thằng to xác mà lại đi ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm. Tao thấy xấu hổ thay bố mày đấy. Bố tớ xấu hổ quen rồi.